Mẫu xe 8 chỗ, xe đến từ Nhật Bản đây ạ. Và các bác nhé, đây là mẫu xe mà dành riêng cho những gia đình mà đông người, hoặc là các bác có thể mua về để chạy công trình công trường, chở công nhân và để chở tất cả những đồ vật khác. Về cân là 8 chỗ, rất là khỏe ạ. Với động cơ máy 2.0 thì siêu mạnh mẽ cho một chiếc xe này luôn. Đây là một chiếc Jolly đời 2005 với phiên bản số sàn, xe tư nhân chính chủ biển Hải Dương và đăng ký lần đầu 2007. Với mẫu xe này là xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu luôn nhé. Một chủ sử dụng từ đầu luôn, cho nên là chiếc này nó còn khá đẹp và gia đình họ rất là giữ gìn, cũng như là bảo dưỡng thường xuyên cho những chiếc xe thế này. Vẫn là một chủ từ đầu, xe bao zin từ keo chỉ cột kèo, cũng như là máy còn zin nguyên. Máy con này thì chưa có bị bổ máy nhé. Đấy, rất là đẹp luôn và êm du. Riêng cái dòng Jolly này thì các bác nào mà đã chạy những dòng xe mà từ zin từ đầu thì nó rất là đẳng cấp và êm du, cũng như là chạy mượt mà. Với động cơ máy 2.0 mà máy zin thế này ấy, chạy tầm hơn 7 lít thôi. Đấy, hơn 7 lít xăng 100 km thôi. Nó ăn khá là ít. Bởi vì là dòng xe Nhật cho nên là rất là bền bỉ, lành lặn, tiết kiệm. Vâng các bác nhá, thì với các bác nào đang có nhu cầu tìm những dòng xe hơn 100 triệu mà 7 chỗ như thế này thì hãy tham khảo cái mẫu này và các bác hãy đẩy chiếc này nhé. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán cho các bác với giá chỉ có 135 triệu đồng thôi, rất là rẻ. 2005 với phiên bản số sàn, một chiếc xe Jolly. Jolly 205 đăng ký 2007 nhé, xe tư nhân từ đầu, xe được trang bị nguyên bản là la răng đúc lốp đẹp. Đăng kiểm thì còn rất dài, cũng như là chiếc này thì là một xe bản đủ. Turbo mất sách, lốp treo đẹp cột. Đây là những mẫu xe đẹp và chất lượng. Máy số còn rất là nguyên, cầm vệ không mục bọt, cũng như là chắc lịch. Đấy, các bác mà đang có nhu cầu mua những dòng xe này để về chạy gia đình thì alo trực tiếp cho em Xuân Hùng. Em Xuân Hùng đang bán xe tại Lam Trung, Lam Sách, Hải Dương. Có số điện thoại 0896108883. Em Xuân Hùng thì chuyên mua bán và vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Các bác nào đang có nhu cầu mua xe mà không đến xem được có thể đặt cọc tiền và em sẽ vận chuyển xe tận nhà cho các bác luôn. Đây là mẫu xe nguyên zin, một chiếc xe đến từ Nhật Bản, vừa bền bỉ vừa tiết kiệm mà lại rất hữu ích, chở được rất nhiều người. Và xe này mà chúng ta không chở hết người, treo hai cái ghế sau lên mà chở đồ đạc thì tuyệt vời luôn. Thế những mẫu xe 7 chỗ 2.0 này nó rất khỏe, la răng đúc theo xe, lốp mới cả dàn. Đây các bác ạ, nhà la răng đúc theo xe này, lốp mới cả dàn và sơn xi bóng mượt, không có một vết xước gì. Đây là la răng đúc đẹp đây, lốp mới nhá. Thì những dòng xe này đi về thì rất sướng rồi và chắc lịch luôn. Đây em sẽ cho các bác xem này. Sơn vẫn là sơn zin nhá, sơn zin ạ, keo chỉ nguyên zin, không mất một phân keo chỉ là tất cả từ trên dưới luôn. Táp lì ly vẫn còn táp, vẫn còn là táp ly đây, táp ly vẫn lì nguyên. Được chưa? Gương kính chỉnh điện và vô lăng 4 chấu đây. Xe bản đủ. Đây, nội thất ngoại thất đẹp và có màn hình cam lùi ở trên này nữa đây. Đấy con nhá. Trần lì nguyên bản, điều hòa hai dàn. Mắt lạnh cho cái hàng ghế sau luôn. Với những mẫu xe mà còn nguyên vẹn như thế này thì đi nó rất là lành lặn, cũng như là tiết kiệm. Xe này là tiết kiệm luôn các bác nhá. Một số bác cứ bảo là Jolly ăn xăng, không phải đâu ạ. Vì đây là máy, con này máy zin. Cho nên là tiết kiệm cực kỳ luôn. Đó chỉ hơn 7 lít, tầm 7 lít rưỡi trong thời điểm này, 7 lít rưỡi 100 km thôi. Keo chỉ nguyên zin nhá, tất cả chưa biết han mọt là cái gì cả. Đây các bác thể xem từ hai cái khớp lối của bậc để chân lên này. Từ cái khớp lối bậc để chân nó còn nguyên zin thế này nhá, không bị han mọt gì cả, cho nên là xe còn rất là ok và tuyệt vời. Nội thất rộng, sạch sẽ. Đây các bác nhìn ạ, điều hòa hai dàn mát lạnh luôn. Rất rộng rãi ghế sau nữa, ghế sau rộng ngồi thoải mái luôn. Nó không giống những cái dòng xe xe bé. Đây là một mẫu xe rộng rãi to cao, phù hợp cho gia đình chúng ta 7, 8, 10 người. Và phù hợp cho các bác, nếu các bác nào mà đi có công nhân làm việc. Đó, chúng ta mà có công nhân nhiều tầm 9, 10 người, công nhân mà đi một chiếc xe này là vừa đủ luôn. Đấy, các bác nhá. Đây em sẽ mở cái cửa sau cho các bác xem về cái khoang sau. Khoang sau này cũng rất là thoải mái, rộng rãi luôn. Đây ạ. Ở với Jolly thì là một dòng xe mà nó bền bỉ và cực kỳ tiết kiệm, cũng như là rất rẻ. Ở 2005 đăng ký lần đầu 2007. Đây các bác nhìn này, nội thất nó còn đẹp thế này cơ mà. Xe này đang bán chỉ có 135 triệu đồng thôi. Các bác đang có nhu cầu mua xe 7 chỗ
hãy không nên bỏ qua mẫu này nhé. Turbo mắt xích lốp treo đèn cột là một mẫu xe bản đồ, la răng đúc theo xe đẹp và lốp dày dày dặn nhá, cả dàn luôn, lốp mới cho nên chúng ta đi lại thoải mái. Sơn thì không có một vết xước, bóng có thể soi gương được. Đây là sơn zin, không có một, không mất một phân keo chỉ nào các bác nhá. Xe còn rất ngon, táp ly táp lô còn đẹp. Đây các bác này, thì cái khớp lối của cái chỗ để chân lên này, đấy, nó còn nguyên zin như này nhá, không có bị đâm đụng va chạm gì luôn. Ghế vẫn còn rất là đẹp, căng mọng chứ không bị xẹp trước gì. Đấy, khoang thứ hai rộng cực kỳ luôn, sơn đẹp, la răng đúc 4 bánh và lốp mới cả dàn nhá các bác ạ. Đấy, lốp mới cả dàn luôn ạ. Thích nhất là cái lốp mới cả dàn, các bác về đi lại thực sự là, nếu không con này mà nếu như mà lốp con dày thì không sao, lốp mà không dày thì chúng ta phải mất ít nhất là 1,5 triệu một quả. Ít nhất là 1,5 triệu một quả, thì nếu như bộ lốp mà không đẹp thì chúng ta đã mất đâu đó làm 6 triệu rồi. Nhưng trước này thì quá ok luôn, lốp đẹp và sơn xi không phải làm gì cả, keo chỉ nguyên zin, gầm vệ chắc chắn, máy ngon, điều hòa mát, tăng kiểm con này vẫn còn. Đấy, một chiếc xe Joyli nhá, đời 2005 và đăng ký đầu 2007, xe tư nhân một chủ từ đầu, sơn đẹp và dòng xe turbo mắt xích lốp treo đèn cột. Đây ạ, thì với những chiếc xe này gia đình các bác đi lại thì cực kỳ ngon lành luôn. Một chủ từ đầu nhá, biển 4 số và con này thì mua chính chủ luôn, cho nên là các bác yên tâm là đi lại rất sướng luôn nhá. Sơn xi này các bác có thấy đây, táp ly táp lô của nó, cái mặt cabo của nó sáng quắc luôn và sơn thì bóng. Và bây giờ thì em sẽ nổ máy và cho các bác xem về phần máy của chiếc xe Joyli này nhá. Rất là dễ nổ. Đấy, với những chiếc xe nó chỉ đơn giản như thế thôi, chỉ vặn chìa khóa là nổ thôi. Máy 2.0. Dòng này thì dòng cực kỳ chắc chắn luôn, máy turbo nhá. Máy 2.0 turbo. Đây các bác này. Đấy, máy turbo rồi cho nên là chạy cực kỳ thoát và bốc xe. Với phiên bản số sàn máy 2.0 này thì con này chạy cực kỳ ngon lành này. Máy móc ngon, gầm vệ chắc chắn, không sườn, không có bị đâm đụng va chạm gì, còn nguyên zin hết. Phù hợp cho các bác nhá, về chạy đường trường này, chạy gia đình, chạy công trường, công trình thì nó sẽ rất là lành lặn và bền bỉ, không có bị hỏng hóc dọc đường. Cam kết cho các bác là xe nguyên zin, không có đâm đụng va chạm gì, hành lang pháp lý đầy đủ. Các bác nào đang có nhu cầu muốn sang tên đổi chủ, em sẽ rút hồ sơ sang tên cho các bác nhé. Đấy các bác ạ, thì một chiếc Joyli 2005 đăng ký 2007 với phiên bản số sàn xe tư nhân từ đầu, em đang chào bán cho các bác là 135 triệu đồng. Giá còn có thể thương lượng được. Các bác đang có nhu cầu có thể alo cho em Xuân Hùng. Em xin chào và hẹn gặp lại.